Và nó nói với mình rằng là trong não của đàn ông ấy có một cái gì đó khiến họ cứ mãi theo đuổi một cô gái, mặc dù cô gái ấy đã ra tín hiệu rằng là không hề thích họ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video, đó chính là 10 dấu hiệu cho biết cô ấy không thích bạn. Không biết là các bạn nam có giống thằng Minh không? Nó kiểu nó thích ai ấy là nó sẽ xem mạng xã hội của người ấy, xem ảnh người đấy, thế xong rồi người ta up gì nó cũng thả tim, cho đến khi mà người ta up ảnh đang cầm tay người khác nó mới thôi. Nói một cách khác ấy, nghĩa là nó bị ám ảnh với họ. Nhưng mà sao, thằng Tuấn thì nó lại khác. Thằng Tuấn thậm chí nó còn chẳng có crush, chẳng bao giờ nó bị ám ảnh với một cô gái nào, bởi vì là người khác mới là người phải theo đuổi nó. Trong khi thằng Minh thì tập trung vào crush, còn thằng Tuấn thì lại tập trung vào học hành và công việc. Gần đây ấy, thì mình mới gặp thằng Minh các bạn ạ. Nó mới đi du học về. Nó kể là nó xem tất cả những cái video mình làm. Và các bạn biết là nó nói gì không? Nó nói là nó ước là ngày xưa nó xem được những cái video này sớm hơn, bởi vì ngày xưa ấy, thì nó đã tự tay làm hỏng rất là nhiều cơ hội. Nó dành quá nhiều tâm sức và tiền bạc để đầu tư vào một người, mà trong khi đó người đó có những cái dấu hiệu rõ ràng là không hề thích nó. Và nó nói với mình rằng là trong não của đàn ông ấy có một cái gì đó khiến họ cứ mãi theo đuổi một cô gái, mặc dù cô gái ấy đã ra tín hiệu rằng là không hề thích họ. Nhưng mà đàn ông con trai ấy thì họ lại không thể nhận ra được cái tín hiệu đấy. Hồi học cấp 3 ấy thì thằng Minh nó có tán một bạn nữ học ở trường bên cạnh. Và phải nói thật, cái bạn nữ đấy thì kiểu như cửa trên so với thằng Minh á, kiểu hơi quá tầm với. Xinh này, học giỏi này, lại còn hot girl này. Còn thằng Minh thì nói thật nó cũng chỉ tầm tầm thôi. Nó kể rằng là nó với các bạn đấy ấy, thì nói chuyện với nhau trên mạng xã hội cũng rất là vui. Bạn nữ kia còn làm FS cho thằng Minh nữa. Nếu mà các bạn mà thuộc tầm 9X ấy, thì các bạn sẽ biết FS là kiểu cầm một cái tờ giấy, xong rồi ghi tên của cái người đó, xong rồi selfie á. Vấn đề là sao? Sau một thời gian thì cái bạn nữ kia không còn hứng thú với thằng Minh nữa. Nhưng mà nó lại không thể nhận ra được cái điều đấy. Hồi đó thì đang rộ lên cái trò mà bắn súng sơn. Và thằng Minh đương nhiên rồi, nó rủ bạn kia đi chơi. À mà bonus thêm một sự thật là thằng Minh ấy thì nó thích ai nó cũng rủ người ta đi chơi bắn súng sơn hết ạ. Và bạn biết sao không? Nó chưa bao giờ được chơi. Là các bạn đủ hiểu là cái sự thất bại của nó như nào rồi đấy. Được cái thì cái bạn nữ này không từ chối, mà bạn ấy bảo là cuối tuần thì bạn ấy bận rồi và đổi sang một ôm khác. Thì ok, đấy là chuyện bình thường mà. Cô ấy không từ chối mà đổi lịch thì nghĩa là cô ấy vẫn muốn đi chơi chứ. Nói chung đến đây thì vẫn là một cái dấu hiệu nó tốt. Và đến cái hôm mà lùi hẹn, các bạn biết sao? Cái bạn nữ đấy lại lùi hẹn tiếp. Và rồi lại lùi hẹn tiếp, lại lùi hẹn tiếp. Giờ mà nhìn lại ấy, thì chúng ta có thể là sẽ nhìn được mọi thứ nó rõ ràng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta đang yêu ấy, thì thực sự chúng ta chỉ muốn tin vào những gì mà chúng ta muốn tin thôi. Và đôi khi là chúng ta còn hạ thấp bản thân mình xuống á. Đúng là chẳng ai thích bị lùi hẹn cả. Nhưng mà hồi đó nó lại quá thích cái bạn nữ kia, nên là nó cứ để bạn kia chơi đùa với nó. Ngoài đời ấy thì cũng có rất là nhiều bạn nam bị như thế. Kiểu các bạn quen một cô gái, xong cô gái đấy lúc nào cũng hôm nào đi cà phê nhá. Thế nhưng mà khi các bạn hẹn ấy thì lúc nào người ta cũng lấy lý do là bận. Và mình biết rằng là nó rất là tổn thương. Và đấy là điều ấy mà mình không muốn nó xảy ra với các bạn nam. Những cái dấu hiệu mình sắp nói dưới đây ấy, thì có thể sẽ khiến các bạn buồn. Nhưng mà xem hết cái video này thì sẽ giúp các bạn sáng suốt hơn để có thể bước tiếp. Hoặc biết đâu, bạn sẽ nhận ra là đối tượng của bạn không hề có những dấu hiệu này và cô gái ấy thích bạn. Dấu hiệu đầu tiên đó là họ không hề chú ý vào bạn. Khi bạn nhắn tin hoặc là nói chuyện trực tiếp với họ ấy, thì bạn nhận ra là cái sự tập trung của họ luôn luôn ở đâu đấy chứ không phải là tập trung vào bạn. Hoặc tệ hơn là cái sự chú ý và tập trung của cô ấy lại đang nằm ở một người khác. Phần lớn nhá, phần lớn thôi. Con gái khi mà yêu ai ấy, thì gần như tất cả cái sự tập trung và sự chú ý của cô gái ấy sẽ nằm ở người đó. Giống như khi mà bạn xem một bộ phim ấy, mà bạn chỉ cần không thích cái bộ phim ấy thôi thì bạn không thể nào mà tập trung xem cho được. Mình từng đi chơi với một người mà mình không quá thích. Và nói thật là mình không thể nào mà ngừng tí tí lại cầm điện thoại lên được. Còn khi mà mình đi chơi với crush, đi chơi với người mình thích, thì mình sẽ không bao giờ sờ đến cái điện thoại.
khi bạn là best option của cô gái ấy, là cái sự lựa chọn tốt nhất, thì toàn bộ cái sự chú ý của cô gái ấy sẽ dành cho bạn. Nhưng khi bạn không phải là một best option, khi cô gái ấy có những cái sự lựa chọn tốt hơn, hoặc là chính cô gái ấy cũng giàu hơn bạn và giỏi hơn bạn, thì rõ ràng là cô gái ấy có thể là không bận tâm đến bạn cho lắm. Vì vậy, cái dấu hiệu đầu tiên của việc cô ấy không thích bạn, đó là sự chú ý của cô gái ấy lúc nào cũng cảm giác như là nó đang nằm ở một nơi khác. Nghe mà cảm thấy đau ở đây này. Rồi, đến dấu hiệu thứ hai. Cái này ấy, thì là một comment của một bạn viewer của kênh mình nhá. Đó chính là bạn cảm thấy cô ấy quay cái cảm xúc của bạn như là trong chóng. Một người ấy, nếu mà họ thích bạn thì họ sẽ khiến cho cái cảm xúc của bạn nó chắc chắn gần như là 99% là họ thích bạn. Bạn sẽ không bị phân vân là thích hay là không thích đâu. Kiểu nếu như mà họ đã thích bạn ấy, thì bạn nói cái gì họ cũng cảm thấy là đúng, là hay. Nhưng nhá, nếu như mà cô gái ấy khiến bạn cảm thấy cái cảm xúc trong bạn này nó lẫn lộn ấy, kiểu nói gì cũng sợ sai, làm gì thì cũng sợ người ta mất lòng, bạn cảm thấy rằng là ở gần họ thì bạn cứ cảm thấy lo lắng, bạn cảm thấy không tự tin, và bạn không chắc chắn về việc là họ có thích bạn không. Cái cảm xúc đấy ấy, thì có thể nha, có thể là họ không thích bạn. Mình biết rằng là cái cảm xúc đấy thì nó rất là khó chịu. Kiểu như bạn đang rất là cố gắng để tập trung làm một cái điều gì đấy, nhưng mà bạn cứ bị phân tâm đi ấy. Và chỉ cần họ không rep tin nhắn của bạn thôi, thì bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều, bạn sẽ tự hỏi là vì sao. Cái thằng Tuấn bạn mình ấy, thì nó rất ít khi bị rơi vào cái hoàn cảnh này. Nó rất là tôn trọng bản thân. Và nếu như nó cảm thấy rằng là cái đối tượng kia không thích nó ấy, thì nó cho kiểu nếp luôn. Và bạn có biết không, nếu như bạn là một người dễ bị tiêu cực ấy, mà bạn rơi vào cái hoàn cảnh đó, thì thật sự là mọi thứ nó sẽ bị tệ đi. Bạn sẽ tự nghĩ rằng là bản thân mình tồi tệ, bản thân mình kém cỏi, rồi nghĩ là họ đang bên người khác sao. Và đương nhiên mình biết là không một ai muốn rơi vào cái hoàn cảnh đấy cả. Có thể bạn đang xem video này và bạn hy vọng rằng là crush của mình sẽ không có những cái dấu hiệu như thế đấy, và nó chính là một cái dấu hiệu nó cực kỳ không tốt. Kể cả nhá, trong cái trường hợp tốt nhất là họ thích bạn đi, thì sao? Thì bạn vẫn sẽ bị bất an trong cái mối quan hệ này. Bạn sẽ vẫn mãi cảm thấy lo là khi xa nhau thì cô ấy sẽ đi với người khác, hay là cô ấy đang nhắn tin với người khác. Và sao? Nó cực kỳ là không tốt. Dấu hiệu thứ ba của việc cô ấy không thích bạn, đó là họ né tránh đụng chạm với bạn. Mình từng xem một phim kiểu nữ chính tuy không thích cái anh A này, nhưng mà vẫn phải hẹn hò với anh ấy. Dù cái anh đấy rất là thích nữ chính nhá. Xong rồi hai người này thì đi chơi với nhau mấy lần. Xong cái anh này kiểu định cầm tay nữ chính ấy, xong rồi nữ chính rụt lại. Và đấy, lúc này ấy là lúc mà kiểu anh ấy quyết định là sẽ buông tay ấy. Ok, có thể là có những người ấy họ không thích đụng chạm, nhưng mà sao? Nếu mà họ thích bạn ấy thì họ vẫn sẽ thích đụng chạm với bạn. Đây chính là cái điều mà thằng Tuấn nó luôn bảo với thằng Minh. Nếu như cô gái ấy chạm vào bạn, mặc dù nó không cần thiết nhá. Và có một lần mình từng thấy thằng Minh nói chuyện với một bạn nữ, mà bây giờ cái bạn đấy là người yêu của nó nhá. Cả lũ kiểu đang cười, xong thằng Minh nó kiểu khuyết nhẹ vào vai của bạn nữ kia, và kiểu bạn nữ kia cũng kiểu đánh nhẹ lại thằng Minh á. Trời ơi, ghê chưa. Mình lúc đấy kiểu ôi, con ta lớn thật rồi. Đó, vậy nên nếu như cái dấu hiệu mà họ luôn né tránh đụng chạm với bạn ấy, thì có thể là họ không thích bạn nhá. Rồi, đến với dấu hiệu thứ tư, đó là họ không muốn biết gì về bạn cả. Cô gái ấy không hỏi bạn những cái câu hỏi về cá nhân, hoặc cùng lắm là chỉ hỏi bạn những câu nó xã giao thôi. Mỗi khi mà có ai đó làm quen thích mình hay là nhắn tin cho mình ấy, và họ hỏi han mình ba la, thì mình kiểu sẽ trả lời rồi kèm theo một câu hỏi lại là còn anh thì sao. Và chính cái câu hỏi thế còn anh thì sao á, có thể nó sẽ khiến cho bạn nghĩ rằng là đối phương thích bạn. Nhưng mà sự thật là có thể họ cũng chẳng hứng thú với bạn, nên họ không muốn phải nghĩ cái câu hỏi để hỏi bạn. Nó kiểu như là một cuộc nói chuyện lười biếng á. Thứ bạn cần là họ không chỉ hỏi bạn mấy cái câu xã giao, không chỉ kiểu hỏi là còn anh thì sao như thế, mà cô gái ấy cần phải tự nghĩ ra cái câu hỏi mà cô gái ấy muốn biết về bạn. Nếu như cô gái ấy hỏi những cái câu hỏi mà đến bạn cũng không muốn hỏi, thì khả năng cao là cô gái ấy không hề thích bạn. Dấu hiệu tiếp theo, dấu hiệu thứ 5 mà mình muốn nói với các bạn,
đó là họ chẳng có vẻ gì là đặt tâm huyết vào bạn cả. Nghe có vẻ khó hiểu đúng không? Nhưng mà con gái ấy, khi mà nó thích ai ấy, thì nó sẽ kiểu tâm huyết vãi nồi luôn ấy. Nó sẽ làm bánh, nó sẽ nấu ăn cho bạn, nó sẽ make up 2 tiếng trước khi đi gặp bạn. Con gái ấy có thể làm rất là nhiều điều cho người mà họ yêu. Cái điều này nghe nó có vẻ xến ấy, nhưng mà nó chính xác là cái mối quan hệ mà mình đang có. Mình ấy là một người quen việc là được mẹ và em trai mình nấu ăn cho, nên là mình kiểu cũng không hề thích nấu ăn ấy. Nhưng mà vì crush của mình nên là mình cũng học làm bánh quy, học làm cơm hộp nè. Xong rồi kiểu vì muốn đi du học với crush nên là mình cũng cố gắng cày tiếng Anh, cày tiếng Nhật. Và sao? Cô ấy sẽ rất cố gắng vì mối quan hệ của hai bạn. Nếu như mà cô gái ấy thích bạn, kể cả nếu như hai bạn là rất xa hoặc là hai bạn có một cái lịch trình rất là bận rộn, thì cô gái ấy sẽ luôn dành thời gian cho bạn. Và khi cô gái ấy xuất hiện trước mặt bạn thì cô gái ấy sẽ luôn luôn cố gắng để xuất hiện dưới một cái bộ dạng nó hoàn hảo nhất. Mình kiểu đi ra ngoài thì mặt mộc, quần áo thì cũng ăn mặc đơn giản thì cũng được. Nhưng mà đi với crush thì sao? Mình sẽ phải kiểu chọn bộ quần áo nào mà mình cảm thấy đẹp nhất, ưng ý nhất mình có. Và đương nhiên điều ngược lại thì cũng đúng. Nếu như mà họ không thích bạn thì họ sẽ không đặt tâm huyết vào bạn. Dấu hiệu thứ 6 mà mình muốn nói với bạn đó là họ không nhìn thẳng vào mắt bạn. Bạn biết đấy, trong mấy bộ phim, nếu như bạn là một nhân vật nam chính chẳng hạn, tự tin bước đi trên đường và có một cô gái cứ nhìn thẳng vào mắt bạn và cười, thế nào rồi sau đấy cũng sẽ bước đến cái bước là hai người làm quen rồi tán tỉnh nhau. Và nó chính là dấu hiệu lớn nhất để bạn có thể bắt chuyện với họ. Thậm chí về một câu chuyện về một bạn nữ ở crush thằng Minh cũng vậy. Bạn đấy thì luôn luôn giữ eye contact với thằng Minh. Vì vậy nếu như cô gái ấy luôn luôn giữ eye contact với bạn khi nói chuyện với bạn ấy, thì có nghĩa là có thể cô ấy thích bạn. Nhưng nếu kiểu họ còn chả thèm nhìn bạn thì đương nhiên là vì họ không thích bạn rồi. Dấu hiệu thứ 7, cái dấu hiệu này mình đọc được ở một comment của một bạn xem kênh của mình, đó là khi mà họ không thích bạn thì họ sẽ nhạt nhẽo kinh khủng. Khi con gái ấy, nó phải rep tin nhắn của một người mà nó không có tình cảm thì sao, thì nó sẽ rep kiểu nhạt lắm luôn ý. Kiểu tôi nhạt lắm, xin đừng nhắn tin cho tôi nữa. Có thể bạn cố để vẽ ra những cái câu chuyện thật là thú vị, nhưng mà cách họ rep bạn thì cũng vẫn luôn rất là nhạt nhẽo và cụt lủn. Thậm chí là họ còn không hỏi lại bạn cơ. Và anh em phải rất tập trung này. Nói chung là họ vẫn rep lại bạn. Đây kiểu bẫy này. Nếu như mà họ không thích bạn ấy, thì họ không rep lại bạn thì quá là rõ ràng rồi. Nhưng mà đằng này vẫn rep nhanh, vẫn rep đều, nhưng mà lại không thích. Cay thế nhở. Và sao rất là nhiều ông bị rơi vào cái bẫy này. Thú thật thì nhiều người họ chỉ rep vì lịch sự và vì muốn giữ cái mối quan hệ với bạn. Hoặc là họ chỉ thích nhận được sự quan tâm. Free mà, anh trai mưa mà. Vài người ấy thì họ bị nghiện cái dopamine khi mà họ nhận được tin nhắn xong rồi họ không rep. Họ chỉ rep bạn khi họ đang chán nản và khi họ đang kiểu chẳng có việc gì làm mà bạn vẫn cứ nhắn tin cho họ. Rồi những cái tin nhắn của họ thì cũng khô khan, nhạt nhẽo, cũng chẳng có gì là quá nhiệt tình cả. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ không thích bạn. Bạn có thể nghĩ rằng là cô ấy bận ba la ba la, nhưng mà thời này thực sự là chả có đứa con gái nào nó rời xa cái điện thoại quá 4 đến 5 tiếng cả. Trừ khi là đang trong phòng thi đại học hoặc là đang ở biển đảo đâu đó không có sóng điện thoại. Rồi tiếp theo đến dấu hiệu thứ 8. Dấu hiệu thứ 8 cũng là một dấu hiệu nó vô cùng quan trọng đây này. Đó là họ nói với bạn về người con trai khác hoặc là về người yêu cũ của họ. Tin mình đi, mình chính là ví dụ. Khi mà mình nói chuyện với những người mà mình không có thích họ ấy, thì mình có thể thoải mái nhắc về người yêu cũ. Nhưng khi mà nói chuyện với đối tượng của mình hoặc thậm chí là người yêu hiện tại, mình thật sự là muốn né thật xa cái chủ đề về người yêu cũ. Và mình tin rằng là bất kỳ đứa con gái nào thì cũng như thế. Việc mà họ nhắc đến người yêu cũ, một người con trai khác hoặc những cái người mà đang tán tỉnh họ với bạn ấy, thì nó không chỉ là một cái dấu hiệu là họ không thích bạn, mà thậm chí nó còn là một cái red flag to đùng nữa. Nên là hãy tỉnh táo nhá. Rồi tiếp theo sẽ là dấu hiệu thứ 9. Đó chính là họ không hề muốn đi chơi riêng với bạn. Đây cũng chính là một comment mà mình đọc được từ các bạn viewer của mình. Bạn ấy nói rằng là bạn ấy cố gắng mãi mới rủ được cô gái đi chơi, thế nhưng mà cô gái ấy thì lại dẫn theo cả bạn nữa. Bạn biết đấy, cái kiểu mà bạn cố gắng lắm mới rủ được người ta đi date này, rồi bạn dự định là sẽ là nói chuyện tâm sự thật là lãng mạn này, rồi tiến đến cầm tay cầm chân gì đó. Và đương nhiên khi mà họ rủ thêm một người bạn nữa xuất hiện
thì nó như là chặt đứt mọi cơ hội mà hai người có thể làm. Tuy nhiên thì cũng có thể là do họ ngại, họ muốn một người bạn đi cùng để biết đâu là chấm điểm bạn. Cái đấy thì có thể là một dấu hiệu tốt, nhưng mà dấu hiệu tệ thì có thể là họ chỉ đi gặp bạn cho xong thôi ấy. Kiểu lỡ hẹn rồi, không muốn đi thì thôi rủ thêm một đứa nào đấy để đi cùng. Nói chung thì ở cái dấu hiệu này thì nó cần thêm một chút cái sự tự đánh giá của bản thân bạn nữa. Rồi đến với dấu hiệu thứ 10, cũng là dấu hiệu cuối cùng này. Đó là họ cứ cầm điện thoại trong khi bạn đang nói chuyện với họ. Kiểu hai người đang ngồi nói chuyện, xong rồi họ cứ cầm điện thoại để nhắn tin tạch 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 tạch. Còn bạn thì sao? Bạn ngồi nghệt mặt ra chờ họ. Mình từng chứng kiến một buổi hẹn kiểu bạn nam rất là lịch sự, bạn ấy không cầm cái điện thoại luôn. Nhưng mà bạn nữ thì cứ cầm điện thoại để nhắn tin, thậm chí có lúc lướt Facebook còn miệng thì nói chuyện. Nói chung mình nói thật, kể cả họ có đẹp đi nữa, nhưng mà bạn vẫn xứng đáng với một người tốt hơn, một người trân trọng bạn hơn. Đừng để người khác xem thường bạn. Bonus thêm cho các bạn dấu hiệu 10.5 này, đó là họ cho bạn vào friend zone. Và họ sẽ hỏi bạn là chúng mình chỉ làm bạn được không nhỉ? Làm bạn ấy thì không sai, nhưng mà chết ở đây là ở cái chữ chỉ kia kìa. Họ nói câu đấy ấy, nghĩa là họ đánh hơi được là bạn thích họ rồi, nhưng mà họ không muốn tiến tới và họ không muốn cho bạn cơ hội, nên là kiểu như họ đang muốn rào trước với bạn ấy. Nhưng nhiều người không biết, cứ làm bạn mà nghĩ rằng sẽ có cơ hội ấy. Không đâu, câu trả lời là không đâu. Họ sẽ không muốn cho bạn cơ hội. Và đây cũng là một dấu hiệu to đùng là họ không hề thích bạn. Như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn 10 dấu hiệu cô ấy không thích bạn. Hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho bạn nhé. Hiện nay thì YouTube đã có tính năng donate, có cái nút cảm ơn ở phía bên phải dưới video á. Nếu mà bạn yêu thích những cái nội dung của mình ấy thì có thể donate để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.